À, vâng, vừa rồi là những cách thức có thể gọi là tốt nhất để có thể phân biệt được mỹ phẩm giả. Cũng theo các chuyên gia thì hầu hết các loại mỹ phẩm rẻ tiền được cho là có thể làm trắng da cấp tốc hay trị nám, trị tàn nhang chỉ trong vòng 1 tuần đều tiềm ẩn sự bất ổn. Bất ổn đầu tiên phải kể đến đó là hàm lượng hóa chất độc hại được sử dụng để tinh chế ra mỹ phẩm. Trong các loại mỹ phẩm giả vừa được thu hồi, nhiều chất hóa học độc hại như arsen, thạch tín, chì, paraben, đặc biệt là hóa chất corticoid gây nguy hiểm cho người tiêu dùng. Theo tiến sĩ Lê Hữu Doanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, thời gian vừa qua, đa phần các ca đến khám về dị ứng mỹ phẩm chủ yếu là do sử dụng các loại mỹ phẩm không rõ nguồn gốc và có chứa rất nhiều hóa chất gây phản ứng mạnh. Thật ra thì trong cái thành phần đấy thì nó rất nhiều các loại là dùng, nhưng về tụi chung là một là dùng các loại axit, một là các axit khác nhau với nồng độ khác nhau thì họ để bạt cái sừng bong cái vẩy nhanh, tức là muốn cái da đang 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 màu như này muốn trắng nhanh thì họ sẽ làm những cái axit chẳng hạn như thế để làm cho bong cái lớp da rất là nhanh. Cái tiền từ thứ hai người ta dùng đó dùng là gì, thuốc corticoid chống viêm, bằng đấy thì tuyệt đối không bao giờ phép được dùng trong 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 mỹ phẩm mà chỉ là dùng thuốc mà thôi. Họ thể dùng cái corticoid thuốc thì họ chế biến họ trộn vào trong điều trị chẳng hạn, và đấy rất là tác hại. Nhiều loại mỹ phẩm ngoại bày bán trên thị trường hiện nay cũng chứa hoạt chất gây nguy hiểm, mà cụ thể là gần đây nhất là hơn 2.200 mỹ phẩm có paraben. Về mặt về sắc đẹp và sức khỏe của chúng ta nên cân nhắc, và cái yếu tố sức khỏe như là cảnh báo trên nó khả năng gây rất nhiều tác dụng phụ, và đặc biệt là ung thư vú đối phụ nữ. Kem trộn hay là một số cái sản phẩm là của các hãng dược phẩm nhưng mà các nhà thuốc người ta không biết cách sử dụng đưa cho người tiêu dùng ấy, thì đa số là những cái loại đó là nó có cái corticoid. Mà corticoid thì khi sử dụng ở vùng mặt là chỉ dùng những loại corticoid là đặc biệt và được chỉ định bởi bác sĩ bởi những thời gian và cách sử dụng nhất định. Nếu sử dụng bừa bãi thì đấy cái hậu quả rất là nghiêm trọng, ví dụ như trứng cá teo da, mọc lông. Tác hại của những loại mỹ phẩm không rõ nguồn gốc đã được cảnh báo. Tuy nhiên trên thực tế thì những hình ảnh như thế này không khó mà bắt gặp, và dĩ nhiên hệ lụy của nó sẽ còn khủng khiếp hơn nếu các chị em vẫn còn tư tưởng sử dụng những loại mỹ phẩm làm đẹp thần tốc. Theo số liệu thống kê của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, chỉ từ năm 2014 và 7 tháng đầu năm 2015, lực lượng chức năng đã phát hiện gần 16 tấn mỹ phẩm giả cùng với nhiều tem, nhãn, bao bì nhái. Vâng, chúng tôi xin được nhắc lại là 16 tấn mỹ phẩm giả. Cục Quản lý Dược cho biết là sẽ xử phạt những tổ chức và những cá nhân pha chế kinh doanh các loại mỹ phẩm không tuân thủ nguyên tắc và mới phạt là từ 20 tới 30 triệu đồng. Hành vi sản xuất mỹ phẩm không đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn của Hiệp hội các nước Đông Nam Á hoặc có chất cấm sẽ bị phạt từ 30 tới 40 triệu đồng. Ngoài ra, những cá nhân tổ chức kinh doanh mỹ phẩm khi chưa thực hiện công bố sản phẩm sẽ bị phạt từ 5 tới 10 triệu đồng hoặc từ 10 tới 20 triệu đồng tùy theo tổng giá trị của lô hàng vi phạm. Thế nhưng với mức phạt vài triệu đồng cho tới vài chục triệu đồng cho một lần vi phạm như vậy là không thấm vào đâu so với hậu quả đối với người sử dụng cũng như lợi nhuận thu được của các đối tượng từ hành vi vi phạm. Vâng, với những sản phẩm chỉ với vài chục ngàn đồng được bày bán ở những nơi như là chợ, vỉa hè hay là những sản phẩm gắn mác là hàng xách tay đã làm mê hoặc người tiêu dùng. Và trên thực tế là trong thời gian vừa qua, báo chí đã thông tin về việc là đã có nhiều phụ nữ chịu hậu quả của việc sử dụng mỹ phẩm để làm đẹp thần tốc. Và đau lòng hơn là nhiều người trong số họ đang có gương mặt và làn da tự nhiên bỗng phải gánh chịu một bộ dạng khác hẳn. 2 tháng nay, chị Nguyễn Thị Hoa ở Bắc Giang vẫn phải nằm ở Bệnh viện Da liễu Trung ương để điều trị bệnh viêm da kích ứng. Chị Hoa cho biết, nghe theo lời quảng cáo của bạn bè, chị đã mua một loại kem trộn về bôi với hy vọng làm sạch tàn nhang và nám. Sau một thời gian làm đẹp, và đây là kết quả. Trước kia là mình bị rám, bị rám hai bên má này, rám nhẹ thôi thì mình mà cái sản phẩm mủ chôm nó trị rám. Thì mình dùng thì cũng thấy nó hết rám, nó trắng da, nhưng mà sau là những nó sần mụn, những cái mụn nó ở dưới chìm dưới lớp da ấy, xong dần dần nó mới nổi lên. Khác với bệnh nhân Hoa, bệnh nhân này là nạn nhân của dịch vụ chăm sóc da mặt ở thẩm mỹ, khuôn mặt sưng đỏ, chảy nước vàng và đau rát sau 2 ngày bôi kem làm trắng da. Bác sĩ điều trị cho biết bệnh nhân bị viêm kích ứng da ở mức độ nặng do corticoid. Người ta có thể cho vào đó những cái chất tẩy trắng da ra.
để phục vụ cái nhu cầu của mình mà. Chính vì vậy cho nên là và người ta không hiểu rõ là cái hậu quả lâu dài của nó. Thống kê tại khoa khám bệnh Bệnh viện Da liễu Trung ương, thời gian gần đây lượng bệnh nhân đến khám da liễu vì dị ứng mỹ phẩm tăng nhanh. Bệnh cảnh chung thường là sau một thời gian sử dụng mỹ phẩm, da bị hỏng và rất khó để hồi phục. Bệnh nhân cũng nghe theo những cái lời giới thiệu của bạn bè và cũng của một số các cái cửa hàng mỹ phẩm, họ tự trộn những cái kem trộn. Trong cái thành phần kem trộn đấy thì phần lớn là có chứa kháng sinh, có chứa corticoid và một số cái sản phẩm giữ ẩm. Khi bệnh nhân dùng thì bệnh nhân sẽ cảm thấy là cái thương tổn nó giảm rất là nhanh. Đặc biệt đối với những cái thương tổn mà có đỏ da thì nó sẽ giảm rất nhanh vì có chứa corticoid mà. Nhưng sau đấy thì sẽ để lại một cái tai biến là bệnh nhân cái thương tổn da sẽ trở nên mỏng, giãn mạch, teo da và xuất hiện rất nhiều cái mụn trứng cá. Những khuôn mặt như thế này sẽ không khó bắt gặp nếu như họ vẫn tin vào việc có mỹ phẩm làm đẹp thần tốc. Mất thời gian do việc điều trị kéo dài và đôi khi để lại di chứng suốt đời. Tốn kém đủ thứ, nhưng với nhiều chị em, từ bỏ hàng hiệu giá rẻ là một cách thức không nhỏ.